Sau đây là rất nhiều cách đánh số thứ tự trong Excel mà các bạn cần phải biết. Đầu tiên, cách thứ nhất đó là chúng ta hay gặp gõ số 1 và số 2, sau đó bôi đen hai số và kích vào góc phải nó hiện dấu cộng màu đen, sau đó chúng ta kéo xuống như thế này. Còn nếu ví dụ như các bạn chỉ gõ một số thôi thì các bạn giữ phím Ctrl, các bạn cũng kích góc phải và chúng ta kéo xuống như thế này. Cách thứ ba đó là chúng ta lỡ mà chúng ta kéo số 1 thôi mà chúng ta quên giữ phím Ctrl như thế này, kéo xuống, thì các bạn kích vào cái ô này, xong chúng ta chọn là Fill Series thì nó tạo ra số thứ tự cho chúng ta. Trong trường hợp mà chúng ta đánh số thứ tự mà nhiều, ví dụ như từ 1 đến 1000 thì chúng ta không thể kéo đến 1000 ô được, mà các bạn chỉ cần gõ số 1 tại một vị trí nào đó, sau đó các bạn kích vào ô đó và trên cái thẻ Home này các bạn chọn thẻ Home, sau đó qua bên góc phải chọn là Fill Series, sau đó mình sẽ chọn là Column, và ở đây chúng ta sẽ gõ giá trị bắt đầu là số 1 và giá trị kết thúc là 1000 theo cái yêu cầu mà gõ 1000 số ký tự của chúng ta. Sau đó các bạn bấm OK thì ở đây nó sẽ đánh cho chúng ta nhanh là từ 1 đến 1000. Một cách đánh số thứ tự nữa đó là chúng ta sẽ sử dụng hàm row, bằng row. Và ở đây chúng ta bắt đầu bằng ô, tại ô A3 là ô số 1 cho nên chúng ta sẽ trừ 2 đi để nó thành số 1, sau đó chúng ta kéo xuống. Thì cách sử dụng hàm row này, khi mà chúng ta xóa một dòng nào đó thì số thứ tự nó sẽ không bị mất đó. Còn nếu các bạn sử dụng Office 365 thì chúng ta cũng sẽ có một cái hàm, đó là hàm C1C, đây cái hàm này, và chúng ta gõ cái số thứ tự mà chúng ta đã cần đánh. Ví dụ chúng ta cần gõ đánh 1000 thì chúng ta gõ 1000 vào phẩy 1, sau đó chúng ta đóng ngoặc lại Enter thì nó sẽ ra. Và việc tiếp theo là chúng ta sẽ copy cái cột A này, chúng ta dán lại với ký dạng là value để nó không còn công thức nữa. Thì đó là một số cái cách đánh số thứ tự trong Excel. Các bạn hãy follow kênh Tin học Đông Phương để học được nhiều mẹo hay.